bạn DG gì đấy có câu hỏi là retinol dùng như thế nào, nó có hiệu quả thực sự giúp tái tạo bề mặt da không thầy? Thực sự là nó rất hiệu quả chứ không phải là hiệu quả. Trong Hoài Phạm, à em bị nám mảng uống Tranxino của Nhật được không ạ? Dr. Thi, bác sĩ Thi à? À, bác sĩ chỉ dùng em làm sao để xử lý triệt để được vấn đề sạm cọng nám do dùng mỹ phẩm? Thanh Trần, bác sĩ cho em hỏi sử dụng cái hyaluronic acid và retinol có giảm được mụn không? Thứ nhất là hyaluronic acid không điều trị được mụn. Thanh Trần, bác sĩ cho em hỏi sử dụng cái hyaluronic acid và retinol có giảm được mụn không? Thứ nhất là hyaluronic acid không điều trị được mụn. Đấy, bởi vì hyaluronic acid nó là cái dạng HA, thành phần HA nó sẽ cung cấp cái thành phần hyaluronic acid cho da chúng ta, nó sẽ giữ ẩm cho da chúng ta, bổ sung cái độ ẩm cho da. Còn ở đây nó sẽ có cái retinol, thì cái retinol thì nó sẽ có tác dụng trong cái điều trị mụn. Cái cơ chế chính của retinol nó có nó sẽ làm cho bong tróc ở cái phần mà cái lỗ chân lông ấy, nên là khi mà chúng ta bôi vào thì nó sẽ làm thông thoáng cổ năng lông, và lúc này chúng ta sẽ nó sẽ hạn chế cái việc bít tắc và cái giảm cái việc mà bị mụn. Một trong những cái kem bôi mà hàng đầu trong cái điều trị mụn chính là cái retinol, thì em có thể là sử dụng cái retinol trong cái điều trị mụn chứ không phải là hyaluronic acid. Hyaluronic acid thì thường chúng ta chủ yếu là để mà chăm sóc da, dưỡng da, hoặc là có thể là trong trường hợp nám mình có thể là bổ sung trong hỗ trợ trong điều trị nám. Còn nếu mà mụn thì nó lại phải là retinol chứ không phải là cái hyaluronic acid. Bạn Bình Nguyên, doctor cho em hỏi là sau khi nặn mụn để lại sẹo và các sẹo gần nhau làm thành một vết sẹo lõm to bằng ngón tay thì làm sao ạ? Đó thì cái này nó lại liên quan đến cái phác đồ để mà chúng ta có thể là điều trị sẹo. Nếu như mà cái trường hợp sẹo mà nó tùy từng cái mức độ nữa cơ. Nó sẽ có ba cái mức độ của cái sẹo, chẳng hạn như sẹo mũi nhọn này, sẹo lòng chảo hay là sẹo hình hộp này. Thì chẳng hạn như nếu như cái mức độ mà nó sẹo mình nghĩ là đối với trường hợp mà nặn mụn mà nó sẽ sẹo to như thế, có thể là cái sẹo lòng chảo, thì cái phương pháp mà để mà hiệu quả nhất thì có thể em sẽ phải dùng cái kim cắt siêu sẹo, mình sẽ tách cái đáy ra, sau đó thì mình sẽ dùng cái phương pháp để kích thích tăng sinh collagen ở dưới đấy bằng cách là dùng lăn kim hoặc là ép vi điểm hoặc là có thể là tiêm PRP vào để kích thích nó lên. Những cái trường hợp mà sẹo nó rất là lớn theo kiểu sẹo do tai nạn hoặc là do những cái nốt thủy đậu mà nó cực kỳ lớn ấy, thì lúc này thì bắt buộc nó sẽ có phương pháp khác nữa là chúng ta có thể phẫu thuật, chúng ta cắt cái sẹo đấy thì nó sẽ hiệu quả nhất. Còn cái việc mà mình tách sẹo thì nó vẫn không hiệu quả, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ của từng cái sẹo. Bạn DG gì đấy có câu hỏi là retinol dùng như thế nào, nó có hiệu quả thực sự giúp tái tạo bề mặt da không thầy? Thực sự là nó rất hiệu quả chứ không phải là hiệu quả. Trong tất cả các thể loại mà kem thì cái retinol nó được xem là tiêu chuẩn vàng trong điều trị trẻ hóa da. Người ta có thể là sử dụng một cái lượng nó rất là nhỏ, nó bằng khoảng cỡ tầm khoảng cỡ hạt đậu, và sau đó chúng ta sẽ chấm chấm toàn bộ mặt này, người ta sẽ bôi. Chúng ta có thể là bôi, thường đối với retinol chúng ta sẽ bôi vào buổi tối, bởi vì nó sẽ kích thích tăng sinh collagen cực kỳ tốt đối với retinol. Nên em có thể là sử dụng những cái sản phẩm như thế. Trên thị trường thì có rất là nhiều những sản phẩm khác nhau với các nồng độ khác nhau. Những cái người mà chúng ta khi mà chúng ta mới sử dụng này, chúng ta nên sử dụng cái nồng độ thấp, bởi vì khi mà nồng độ cao ấy, nó có nguy cơ nó sẽ kích ứng, nhưng mà thực sự nó là rất là hiệu quả. Bạn Ochi Lê, có nên sử dụng sữa rửa mặt có bọt cho da mụn đầu đen không bác sĩ? Thực ra cái đấy mình vẫn có thể là sử dụng bình thường. Cái mức độ bọt của nó tùy thuộc vào cái mức độ cái nồng độ sút ở trong đấy ấy. Nhưng mà một số những cái sản phẩm khi mà chúng ta rửa chúng ta vẫn có thể là sử dụng được, không sao cả. Dr. Thi, bác sĩ Thi à? Bác sĩ chỉ dùng em làm sao để xử lý triệt để được vấn đề sạm cọng nám do dùng mỹ phẩm điều trị mụn với? Thực ra cái việc mà cái triệt để thì chắc chắn là không có được em ạ, bởi vì cái việc mà sắc tố nó sinh ra nó có nguyên nhân, nó do cái tiêu UV nó chiếu vào, và mỗi một lần tiêu UV nó chiếu vào nó lại tăng sắc tố. Thì cái việc mà chúng ta có thể là xử lý nó, cái cách mà dễ nhất mà hiện tại mà anh đang dùng ấy, mà cho hiệu quả nhất là anh sẽ lăn kim kết hợp với cái tranexamic acid nồng độ 4 mg trên ml, thì nó sẽ cho cái quả khá là cao. Nếu như mà em mà kê đơn cho khách hàng về nhà thì em có thể là cho dùng cái hydroquinone 2% thì nó cũng có thể là xử lý được. Nếu như có công nghệ thì mình có thể là dùng laser, nó cũng có thể là xử lý. Tuy nhiên thì nó sẽ xử lý hết cái lúc đấy. Nhưng mà sau đó thì nếu như mà em muốn cho cái hiệu quả nó kéo dài thì bắt buộc em sẽ phải làm sao mà chúng ta sẽ duy trì nó bằng cách là chống nắng cộng với một số sản phẩm kem, thì nó sẽ bôi duy trì chứ không có chuyện mà nó triệt để được luôn đâu. Lưu Nguyễn, trị sẹo lâu năm cao nhất được mấy phần trăm thưa bác sĩ? Tùy từng mức độ sẹo em nha. Chẳng hạn như một số những trường hợp sẹo mà trong quá trình mình điều trị ấy, thì cái mức độ của nó tầm khoảng cỡ từ 50 cho đến 80%.
tùy từng loại nha, chứ không để mà lên 100% thì chắc chắn là không thể có được, nó rơi tầm khoảng cỡ 80%. Những cái ca mà mình thấy hiệu quả nhất mà trong quá trình mình điều trị thì nó sẽ lên được tầm 80%, một số ca khác thì nó chỉ tầm khoảng cỡ 50% thôi. Có một số những cái lưu ý là trong quá trình mà điều trị sẹo ấy, thường sau tầm 1 đến 2 năm sẽ có một tỷ lệ nào đấy nó sẽ bị teo lại. Tức là khi mà chúng ta điều trị nó lên đến tầm 80-90% rồi, sau 2 năm sau nó teo lại, nó xuống đi và nó sẽ có thể là nó chỉ còn được tầm khoảng 5-60% thôi. Thì đấy là một số những cái lưu ý khi mà chúng ta điều trị sẹo. Bạn Thanh Trần có nên triệt dầu để giảm mụn không bác? Đây cũng là một trong những cái phương pháp để mà chúng ta có thể là điều trị mụn, chúng ta có thể triệt tiêu tuyến bã, tuyến dầu. Thì để mà triệt tiêu tuyến dầu giống như lúc nãy mình có thể nói là chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là điện nhiệt phân hủy để mình có thể là dùng công nghệ trong triệt tiêu tuyến dầu. Tuy nhiên thì có một số những cái phương pháp, đây là cái phương pháp mà cập nhật mới nhất mà mình mới tìm hiểu ở trên cái thư viện PubMed, đó là người ta sẽ dùng cái Botox, người ta tiêm vào, thì khi mà tiêm Botox tiêm vào nó sẽ làm cho cái cơ dựng lông ấy nó sẽ bị yếu đi và lúc này nó sẽ giảm cái tiết của tuyến dầu ra. Thì đấy cũng là một trong những phương pháp người ta có thể là tiêm Botox ở trên bề mặt da chúng ta để mà trong cái việc mà điều trị tuyến dầu, tức là tiêm kín trên bề mặt này. Đây cũng là một cái phương pháp, nhưng mà cái phương pháp này mình mới đọc được, chứ còn để mà áp dụng thì cũng chưa áp dụng nhiều, nên là một nên lưu ý cái đấy. Bạn học Ngọc Huệ Đinh Võ, mụn viêm có nhiều thì dùng cái erythrogen 4% được em nhé. Em nhưng mà vấn đề là mụn viêm mà nhiều ấy thì một mình cái kháng sinh này thì không được. Bởi vì khi mà em dùng cái kháng sinh, đặc biệt là cái kháng sinh đơn thuần ấy, thì nó có nguy cơ nó bị kháng thuốc. Nó rất là dễ bị kháng thuốc khi mà chúng ta dùng cái kháng sinh đơn thuần. Nên là thường những cái kem mà người ta sẽ bôi ấy, thì người ta sẽ bôi cái kháng sinh kết hợp với cái benzoperoxide. Đây là cái bộ đôi mà thường nó sẽ đi cùng với nhau. Chứ ít khi mà nó có kháng sinh đơn thuần lắm. Nên là em sẽ bôi, khi mà em bôi thêm cả cái benzoperoxide nữa. Còn nếu như mà cái trường hợp mà mụn viêm của em mà mụn nhiều quá mà nặng nữa thì em sẽ phải thêm một cái kem có thành phần retinol nữa. Thì ba cái kem đấy nó phối hợp vào với nhau thì nó mới cho kết quả cao được. Chứ còn một loại thì nó sẽ khó để mà chúng ta cho kết quả cao. Hoài Phạm, em bị nám mảng uống Transino của Nhật được không ạ? Ok, nó sẽ có tác dụng, nhưng mà không phải tất cả các ca nám nó đều có hiệu quả đối với cái sản phẩm đấy. Thực ra Transino nó là một trong những cái sản phẩm mà chúng ta uống để ức chế sắc tố. Bản chất của nó là tranexamic acid. Thì em có thể là mua Transino em uống, hoặc là em mua những cái sản phẩm mà thuốc Transamin nó cũng có thành phần Transino. Hoặc ngoài ra em có thể là uống cái glutathione, vitamin C đều có tác dụng cả. Nhưng mà khi mà em lưu ý là đối với cái Transino ấy, hay là cái tranexamic acid thì em uống với nồng độ là 750mg trên ngày, tránh trường hợp mình uống lạm dụng quá. Bởi vì cái thành bản chất của tranexamic acid khi mà chúng ta uống ấy, thì tác dụng chính của nó là cầm máu cơ. Cái tác dụng phụ của nó là làm giảm sắc tố, tức là điều trị nám, còn tác dụng chính của nó là cầm máu. Nên nếu như mà em uống cái hàm lượng mà nó cao ấy, thì nó sẽ chuyển sang cái tác dụng là cầm máu của em. Nó lại làm cái tác dụng khác, nên là chúng ta cần lưu ý khi mà uống những sản phẩm đấy là chúng ta cần đúng liều. Cảm ơn các bạn đã xem video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để nhận thêm những kiến thức mới nhất từ Dr. Ngọc, các bạn có thể kích vào hình tròn ở giữa. Các bạn cũng có thể là xem thêm một số video của Dr. Ngọc ở bên trái cũng như bên phải trên màn hình của chúng ta.